Xin chào các bạn, hôm nay tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái website Cloud Shop sử dụng cái công nghệ là KingMC cộng với hai Play và MySQL. Thì ở bữa trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn hiển thị lên cái danh sách sản phẩm từ database lên cái phần layout user như vậy. Thì bữa hôm nay tôi sẽ tiếp tục để hướng dẫn các bạn làm cái chức năng là phần admin. Thì ở bữa trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn là dựng cái template admin lên như vậy. Thì cái phần mà hướng dẫn làm các cái template này thì bữa trước ở cái buổi mà hướng dẫn connect cái MySQL với hai bờ đây Vinh MVC ấy, thì tôi đã hướng dẫn các bạn ở trong cái video đó, thì các bạn phải vô kênh YouTube của tôi và coi hai cái video này, thì nó nằm ở cùng với cái hai cái video này, thì các bạn phải coi lại hai video này để làm lại nếu mà các bạn nào chưa coi hai video này nha. Rồi bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là dựng nên một cái mẫu template. Tôi sẽ đi apply một cái template admin thật do đây. Thì tôi có một cái mẫu template như vậy. Thì đây là một cái mẫu cũng đơn giản thôi, giao diện nó cũng đơn giản thôi. Tôi sẽ đi sử dụng cái mẫu template này. Tôi sẽ đi apply cái mẫu template này vào cái trang admin của tôi ở đây. Thì tôi sẽ đi làm như sau. Tôi sẽ đi chọn cái file này và chọn edit with notepad cộng cộng. Thì ở bữa trước ở cái folder debugger này thì tôi có cái file template admin như vậy. Thì bây giờ tôi sẽ đi đầu tiên thì tôi sẽ đi copy mấy cái file bị sọt như là CSS, JS và render qua. Tôi sẽ đi copy ba cái folder này qua và tôi sẽ bỏ vô cái folder asset này. Cái folder admin tôi sẽ đi bỏ nó vô đây. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi copy mấy cái link URL, cái link nhưng mà để loát lên mấy cái file như là CSS và JS, thì ở đây tôi sẽ đi copy mấy cái link HTTP này qua. Đó, thì tí nữa tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn chỉnh lại mấy cái đường link này. Thì ở trong cái cấu trúc project của chúng ta thì chúng ta đã thay đổi mấy cái nơi mà chúng ta lưu trữ mấy cái file resource này nó khác so với cái project ban đầu của nó như vậy. Thì tôi sẽ đi phải đi cần fix lại thì nó mới sử dụng được. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ đi copy mấy cái link JS, link để bản loát mấy cái file JavaScript. Tôi sẽ để nó ở bên dưới. Tôi cho save. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ ở đây ở cái trang template này thì tôi sẽ chọn impact. Thì tiếp theo thì tôi sẽ đi copy mấy cái thẻ HTML mà nó tạo ra cái phần header này. Thì nó là cái thẻ nav này. Đó, các bạn đi chuột cho thì các bạn thấy nó là cái thẻ nav này. Thì tôi sẽ đi copy cái code HTML của cái thẻ nav này qua cái phần bữa trước thì tôi đã tạo ra trong cái folder common, trong folder admin thì tôi có cái file header.jp này. Tôi sẽ copy mấy cái thẻ HTML của cái thẻ nav qua. Thì đây. Các bạn copy hết mấy cái thẻ nav này qua nha. Và tôi sẽ bỏ cái phần này đi, tôi sẽ ghi đẻ nó lên. Đó. Rồi tôi cho save. Rồi tiếp theo thì ở ba cái phần này như là mấy cái phần mà loát mấy cái file CSS rồi mấy cái file JS thì chúng ta phải cập nhật lại cái đường dẫn cho nó, vì ở trong cái đồ project của Ring thì chúng ta phải sử dụng cái config khác so với cái đồ project ban đầu của nó. Thì như ở bữa trước ở cái file template user thì tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng cái thẻ CUL này và chúng ta sẽ set lại cái value là bằng asset rồi set user như vậy. Còn bữa nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một cái cách khác. Là bữa nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sử dụng cái thẻ cái đối tượng là MVC resort. Thì tôi sẽ đi config thêm một cái thẻ MVC resort để mà chúng ta ánh xạ, chúng ta sẽ thực hiện ánh xạ cái URL thật và cái URL của thằng Ring trong cái file departures.net này. Thì tôi sẽ khai báo như sau. Tôi có MVC resort.
Nothing. Là bằng set asset set sao sao rồi cái location location thì tôi sẽ cho là set asset set admin set thì cái location tức là nó sẽ đi ở đây thì nó sẽ lấy cái for the root là cái for the web app này này cái location nó sẽ root xoẹt như này tức là nó lấy cái root và nó xoẹt cho cái for the asset rồi xoẹt admin thì nó sẽ lấy ra được và nó sẽ khi mà chúng ta cần thức như vậy thì nó sẽ hiểu được cái mapping này với cái URL là xoẹt asset này này thì nó sẽ tự động nó đi vô đây và nó cái location này và nó sẽ loát mấy cái file CS rồi JS rồi mấy cái resource khác như là image này. Còn bây giờ thì ở cái link này, mấy cái thẻ này thì tôi sẽ config lại như sau. Thì tôi sẽ có cái là đô la. Theo là pay contest. Chấm event. Chấm contest path. Rồi tiếp theo là set asset. Rồi tương tự thì tôi cũng copy mấy cái này và tôi sẽ add vô mấy cái link còn lại. Rồi cái tay departure select thì tôi cũng xây nó. Chỗ này tôi còn thiếu một cái thẻ đóng. Tôi sẽ đóng ra. Thêm cái thẻ đóng cho nó. Rồi tôi đi cho save. Thì để mà sử dụng được cái thẻ MVC resource này thì chúng ta trong cái file web.xml thì chúng ta cần phải sửa lại một số cái config như sau. Thì ở cái file ở cái filter mapping có cái file filter name bằng encoding filter này thì tôi sẽ phải sửa lại như sau. Thì tôi sẽ chỗ này tôi sẽ sửa lại là sao.html và cái chỗ subnet name bằng departure subnet thì cái chỗ này thì tôi phải sửa lại là để lại là dấu xoẹt. Tôi sẽ update lại là dấu xoẹt như vậy. Các bạn nhớ là các bạn phải update lại ở cái chỗ này. Rồi các bạn update lại ở chỗ này. Đó. Rồi sau đây tôi sẽ đi build lại cái cục qua. Tôi sẽ xóa luôn cái cục qua cũ này đi và tôi sẽ đi build lại cái cục qua mới. Tôi sẽ do terminal và tôi sẽ có lệnh là npm min install. Rồi, ở cái bên cái mục target này tôi sẽ refresh lại. Đó, thì nó đã ra được cái cục qua lại cho tôi như vậy. Và bây giờ tôi sẽ đi run lại đồ Z. Tôi đi kêu đồ Z và tôi chọn run app, run on server. Rồi tôi sẽ đi vô lại cái trang admin. Đó, bây giờ thì nó đã có cái phần header như vậy. Ngoài ra thì tôi xin giải thích lại cho các bạn về cái chỗ MVC resource mapping này. Khi nào các bạn khai báo cái mapping là bằng xuyệt CS xuyệt sao như vậy và cái location là bằng xuyệt asset xuyệt admin như vậy thì nó sẽ đi vô cái xuyệt tức là nó sẽ lấy được cái folder root là cái folder web app này và nó sẽ đi vô cái folder asset rồi folder admin và nó sẽ sử dụng hết mấy cái thì mà nó sẽ sử dụng và nó sẽ tự biết là nó sẽ biết được cái mấy cái điều sọt của các bạn cùng với cái mapping là cái xuyệt asset xuyệt sao này thì nó sẽ lấy ra tương ứng mấy cái
file resource ở trong này ra mà nó sử dụng. Và chẳng hạn như trong trường hợp mà các bạn ở chỗ này các bạn không sử dụng cái URL là chuyển asset này thì các bạn sử dụng cái một cái URL khác chẳng hạn như là resource admin chẳng hạn. Đó thì các bạn sử dụng mấy cái URL là chuyển resource admin này thì các bạn cũng phải update lại bên cái trang template admin này, thì mấy cái chỗ asset này, này các bạn phải update lại là resource admin. Tôi khuyên các bạn nên khai báo như thế này. Đó, các bạn sẽ khai báo, tôi sẽ update lại nó như vậy. Khi mà chúng ta sử dụng với cái cách như vậy này, thì khi mà chẳng hạn như khi mà các bạn khai báo như vậy thì nó sẽ giúp chúng ta có cái lợi ích là nó sẽ giúp chúng ta ẩn được cái URL, nó sẽ giúp chúng ta ẩn được mấy cái URL thực của cái mấy cái file location này. Chúng ta không nên sử dụng như cái cách cũ là bữa trước là trong cái file tenet user. Thì tôi hướng dẫn các bạn sử dụng với cái thẻ share URL này bằng cái value là bằng set asset này như vậy này. Thì khi mà ở trên trình duyệt chẳng hạn nhưng mà bọn hacker chẳng hạn như nó click do impact này này. Rồi. Và cái phần header này nó có thể nó nhìn vô cái URL này nó có thể đoán được mấy cái file này ở trên server của các bạn nó lưu cái cấu trúc các bạn lưu ở đâu và nó có thể nếu mà chẳng hạn như là nó tấn công vô được cái server của các bạn mà nó biết được mấy cái file CSS rồi mấy cái file JS chẳng hạn như nó tấn công được vô server và nó mở mấy cái file như là JS lên và nó chỉnh sửa thì nó sẽ có thể là ở phía UI này nó bị thay đổi đi và nó làm thay đổi UI, thì như vậy thì người dùng người ta nhìn vô người ta thấy cái website này đã bị bọn hacker nó hack chẳng hạn, thì như thế thì sẽ rất là không tốt, sẽ rất là không tốt. Vì vậy là tôi khuyên là các bạn nên sử dụng với cái sử dụng cái thẻ MVC resource này và chúng ta sẽ thực hiện cái mapping giữa cái URL này và cái mấy cái location để mà chứa mấy cái resource của các bạn như vậy đó. Khi mà các bạn sử dụng như vậy thì người ta sẽ không biết được cái resource thật của URL của cái resource thật của các bạn ở đâu, như thế thì nó sẽ tiện lợi hơn. Đó, bây giờ thì tôi refresh lại. Thì tôi sẽ impact lại cho các bạn. Đó, thì bây giờ cái URL của tôi nó sửa lại thành resource admin như vậy. Đó. Rồi, tiếp theo thì tôi cũng copy cái chỗ URL này. Và tôi sẽ đi xuống cái link server script này, tôi sẽ update lại nó như vậy. Rồi, tôi cho save. Rồi, ngoài ra thì cái template này thì ở bên này nó còn có cái menu save file thì tôi sẽ đi tạo ra một cái file trong cái folder command folder admin thì tôi sẽ tạo ra một cái file là menu save ba.jpg. Thì ở bên cái trang index này thì nó có một cái thẻ div là bằng ID bằng wrapper này, thì bên dưới nó có một cái phần SADA này. Đó, thì đây 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 chính là cái phần SADA. Các bạn có thể impact ra. Impact và các bạn gây chuột cho mấy cái thẻ HTML của nó. Đó, đây đây là cái phần menu SADA này. Cái thẻ div có cái ID và wrapper này thì nó bao gồm luôn cả cái phần menu SADA và cái phần body ở giữa giữa này. Body ở giữa này là cái phần mà nội dung nó thay đổi. Đó, khi mà các bạn click do một cái menu ở bên cái menu sidebar này thì cái nội dung tương ứng của nó cũng thay đổi, thì cái phần render body của nó thì ở đây. Đó, thì cái phần render body của nó thì ở đây. Nhưng mà cái nội dung mà chúng ta click do ở bên này do từng cái menu tương ứng thì cái data nó sẽ thay đổi theo. Thì vì vậy thì tôi sẽ cần phải sử dụng cái thẻ div này.
tôi sẽ copy cái đầy này và vô cái net admin, tôi sẽ để nó ở đây, tôi có cái ở đây. Rồi tiếp tục thì ở đây thì tôi sẽ đi khai báo, tôi sẽ đi input để mà tôi load cái file menu xe bao ở chỗ này. Chỗ này tôi sẽ sửa lại thành menu xe bao. Đó. Rồi bây giờ thì tôi sẽ đi copy mấy cái này tôi sẽ xóa đi. Thì đây tôi có copy cái thẻ input file để nó sử dụng được mấy cái file GSTL gì đó ở trong cái file tagnip.gp, thì tôi cũng add cái file tagnip.gp lên như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi load mấy cái load hết mấy cái nội dung ở trong cái thẻ URL này, tôi sẽ copy và tôi sẽ paste vào chỗ đây. Rồi tôi cho save và tôi sẽ đi refresh lại trình duyệt. Đây thì trong cái đầu ra là tôi sẽ đi refresh ạ. Đó thì tôi sẽ đi build lại cái đồ Z của tôi, cái giao diện của nó đang bị bẹp, tôi sẽ đi build lại cái đồ Z thử xem là nó có bị sao không. Rồi nó đã build xong thì bây giờ tôi sẽ đi run này đồ Z. Rồi nó đã lên được cái đồ Z của tôi sẽ đi vào lại trang admin. Thì nó có cái thẻ, có cái đường gạch ngang ở đây này là do cái trang tenet admin tôi có để một cái thẻ hr như vậy nên là nó vẫn còn cái thẻ hr, nên tôi sẽ xóa cái thẻ hr này đi, tôi cho sạch rồi tôi click refresh. Đó thì bây giờ nó đã cái tenet thì nó đã có cái phần menu xe ba như vậy, còn cái bên này thì nó một số cái như là hay cần nó bị nó chưa có loát được. Thì bên này thì nó đã loát ngay mấy cái icon lên như vậy. Đó, như vậy là đã ok rồi. Rồi tiếp theo thì cái phần body này. Cái phần body thì nó có một cái phần, có một cái title ở đây như vậy. Thì tôi sẽ impact này. Đó thì cái phần trend body này nó nằm ở trong cái phần div có cái id bằng content wrapper như vậy, thì tôi sẽ đi copy nó qua đây. Đây là cái div có cái id bằng content wrapper như vậy, tôi sẽ thu nó lại. Tôi sẽ copy hết cái thẻ disk có cái ID mà còn cái wrapper này qua cái phần trang index. Ở bữa trước thì trong cái folder gp folder admin thì tôi có cái trang index.gp như vậy. Thì bây giờ tôi sẽ copy và tôi sẽ paste nó vô đây. Rồi tôi đi vô save. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi đi test lại trình duyệt. Đó thì cái trang tenet admin hiện giờ nó lên như vậy. Thì cái file tenet này thì nó cái phần footer của nó thì nó cũng nằm trong cái phần render body luôn. Thì tôi sẽ bỏ cái chỗ mà input cái footer rồi, tôi sẽ comment cái chỗ này nè.
Vì tôi đang cần sửa cái footer đây. Để cho sạch. Và tôi sẽ đi refresh lại trình duyệt. Cái phần table này này thì nó là cái dữ liệu giả. Thì tôi không cần sử dụng cái table này. Thì tôi sẽ đi mua cái chỗ table này đi. Để mua luôn cái đít này đi. Rồi tôi cho sạch. Rồi tôi đi phép lại trình duyệt. Đó thì bây giờ cái trang này của tôi bây giờ nó hiện giờ như vậy. Còn cái bên cái trang cái máy admin này đấy, tôi sẽ bỏ đi HR và cái HR này nha. Rồi tôi cho sạch. Rồi tôi sẽ đi tìm phép lại trình duyệt. Đó thì bây giờ cái template admin của tôi bây giờ nó lên như vậy. Đó thì hôm nay thì tôi đã hướng dẫn các bạn apply một cái template admin cho cái project Flower Shop. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Ở buổi tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái chức năng là add một cái sản phẩm mới. Thì cái chức năng add một cái sản phẩm mới thì đương nhiên là nó phải ở cái giao diện trang admin. Chúng ta sẽ tạo ra một cái form để chúng ta add data ở bên cái trang admin này. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái video tiếp theo. Đó, tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Thank you.